đêm lắm, có ngày gặp mà. Eo ơi, mày tào lao thế. Ủa? Eo ơi, mất mất à, lại đúng đi. Mà, đúng mà. Đi đêm lắm, nhiều đồ ăn ngon. Hôm nay ăn gì? Hello, bây giờ bọn mình đang đứng ở đâu ạ? Phố đi bộ đảo Ngọc Vũ Xá. Dạ vâng. Bình thường thì mọi người đã quá quen thuộc với những cái con phố đi bộ như là phố đi bộ Hồ Gươm, phố đi bộ Trịnh Công Sơn ở Hồ Tây. Nhưng mà phố đi bộ ẩm thực thì cũng khá là mới lạ đúng không ạ? Con phố này thì cũng mới khai trương từ tuần trước đúng không? 23 tháng 12 năm 2022 nha. Mới, rất mới luôn đấy. Đấy, và nó đang ở nằm ngay sau lưng bọn mình rồi. Bây giờ chúng mình sẽ tiến vào để khám phá xem là cái con phố ẩm thực này sẽ có những gì và review cho mọi người nhé. Bây giờ thì đi thôi. Đi thôi. Đó, khi mà đến với phố đi bộ Ngũ Xã thì mọi người có thể gửi xe ở Lạc Chính hoặc là Nguyễn Khắc Hiếu. Rồi đi bộ vào đây để tham quan cũng như là thưởng thức ẩm thực. Đúng rồi, với cả là mọi người nhớ nhá, phố đi bộ. Người quên. Ôi, ai đây ạ? Ai đây ạ? Ôi, đây có phải là chị Linh Phim Channel đúng không ạ? Ôi, anh Minh Lũ Channel đúng không ạ? Ôi, đi đâu đó đúng không ạ? Ôi, đúng không ạ? Ôi, đó, và mọi người ơi, phố đi bộ đảo Ngọc Vũ Xá sẽ mở được thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần. Lúc chúng mình đã chơi đấy là lúc 6 giờ thì mình thấy là nó khá là vắng nha, cũng chưa quá là nhiều người đâu. Nhưng mà để đến cái lúc mà 8 giờ, 9 giờ thì bắt đầu rất là đông và nhộn nhịp nha. Mà là đàn ca, sáo nhị các thứ nha mọi người nha. Hôm nay cũng là ngày trong tuần nên cũng khá là đông, nhưng mà chị nghĩ là thứ 7 chủ nhật còn đông hơn nữa. Thôi bây giờ ăn luôn, nhiều đói lắm rồi. Được, tuyệt vời, mình ăn món gì đầu tiên ạ? Phở cuốn, Ngũ Xá là phải ăn phở cuốn nha. Đúng rồi, nổi tiếng luôn. Rồi ạ, đi thôi, phở cuốn, let's go. Rồi, hiện tại chúng mình đang có mặt ở quán phở cuốn 31 Ngũ Xã đấy mọi người. Ngồi ở giữa cái ngã tư luôn này. Phía sau sẽ là mọi người, à không, ngồi ở giữa ngã tư luôn nha. Ngồi dưới lòng đường để ăn nha mọi người. Đấy, bên kia sẽ là có anh em đang đánh đàn các thứ đồ á. Thế nên là nếu chill. Mà bọn mình có hơi nói hơi to quá thì mọi người sẽ bỏ qua. Thì phải nói to để lấn át tiếng nhạc á. Dạ. Ở đây thì bọn mình có gọi ra set combo số 2 là từ 465.000 giảm còn 420.000 thôi. Thì đây là combo khuyến mại đặc biệt là sẽ giảm 10%. Đấy thì ở đây sẽ có phở cuốn này, salad cà chua dưa chuột, cơm cháy sốt hải sản và chả ngan nướng riêng mè. Đó, khá là hay nhở. Món này khá là lạ này, chị chưa bao giờ ăn bao giờ. Đấy. Nhưng mà phở cuốn trước đi. Quan trọng nhất của phở cuốn thì sẽ là phần nước chấm ấy mọi người. Nhưng mà mình không biết là có phải ở do bàn mình không, nhưng bàn này thì mình không thấy cái ớt chưng ấy, cái phần ớt chưng để mà cho vào cái phần nước chấm này, nên là cũng hơi thiếu một chút. Ở đây chỉ ớt tươi thôi. Không biết là mọi người có để ý giống mình không, nhưng mà có một cái vấn nạn của phở cuốn ở trong cái phố Ngũ Xá đấy chính là ít thịt nhiều rau. Quán nào cũng thế, và mình cảm thấy là chất lượng phở cuốn nó cũng giống như nhau, có nghĩa là rất là ít thịt nha, nhưng mà chiếm 2/3 ở đấy là phần rau, rau sáng ấy, và rau mùi. Ừ đấy, quán nào cũng vậy. Nên điều cậu đây nước chấm ăn rất là vừa phải nhá. Nó ngọt và chua vừa phải, thanh thanh, không quá là đậm đà đâu. Ăn rất là hợp nhá. Có một cái điểm đáng khen ở phở cuốn ở đây so với một số nơi khác mà mình đã từng ăn, thì đấy là thịt bò ở đây hình như là đã được xào và ướp gia vị rồi, hình như là xào tỏi thì phải, vị rất là thơm. Rồi bây giờ chúng mình sẽ sang món chả ngan nướng riêng mẻ nhé. Mọi thật ra là mình khá là quê mọi người ạ, tại vì mình chưa ăn chả ngan bao giờ. Mình cứ nghĩ chả ngan là chả, không có thịt ngan trong viên đấy. Chả chả đúng không? Hóa ra là chỉ là cái miếng thịt ngan này nó nướng lên với riêng mẻ thôi. Cái sự kết hợp giữa chả ngan với cả mắm tôm lại không hợp lý lắm nhá. Cái sự thơm của riêng mẻ này khi mà chấm với mắm tôm nó cứ bị lấn át ấy, xong hai cái vị nó cứ bị đánh nhau ấy, nó không thực sự là hòa quyện với nhau ấy. Nhưng mà khác với chị quay một chút đấy là mình lại thấy là cái phần chả chấm với mắm tôm rất là hợp, tại vì căn bản mình một đứa mà rất thích mắm tôm ấy. Thì mình cảm thấy là khi mà chấm với mắm tôm thì cảm giác vị nó rất dậy rất là nhiều, kiểu bây giờ mà ở đây mà uống bia trúc bạch đúng rồi. Cái phố này thì rất hợp lý luôn, đúng món chấm món nhậu ấy. Rồi ạ, bây giờ mình sẽ sang món mà chúng mình tò mò nhất nha mọi người. Cơm cháy với là chấm nước sốt hải sản. Cái đĩa hải sản này sẽ có là tôm này, mực này, súp lơ này, nấm hương này, cà rốt này, đậu cô vẹt đấy, siêu nhiều và chất lượng luôn. Cái này giống đĩa ăn hải sản xào khi mà đi ăn cỗ. Ăn chấm này mình chưa ăn bao giờ, thấy lạ quá. Đúng rồi, mình thấy cũng chỉ ăn chấm kho quẹt thôi ấy. Còn chấm này lạ ghê. Cơm cháy giòn không hôi dầu nhá. Mọi người có đi ăn cỗ ấy mà có cái món mà bò sốt tiêu đen mà có cái bánh bao tròn để chấm ấy. Bánh bao chay. Rất là giống. Cái nước sốt này ấy, giống lắm. Nó sẽ hơi sền sệt, nó đậm đà và nó rất thơm, bị nấm hương luôn. Ở đây cái phần nước sốt này sẽ được sử dụng với hắc xì dầu, thế nên nó sẽ kiểu đậm đà hơn, nó dậy mùi hơn nữa. Thì hải sản đi chị. Ăn hải sản nhất thì mực nhất. Mực khá là giòn nhá. Thôi thì mình sẽ thử một chú tôm. Tôm cắt thịt rất chất lượng nhá. Tất cả mọi thứ nó đều bình ổn. Đúng rồi. Nó không phải là kiểu xuất sắc, nhưng mà ăn rất là ok. Hợp khẩu vị mọi người. Với cả là cái phần hải sản nó cũng khá là ổn ấy, nó không bị kiểu
Tôi sẽ rất là sợ hải sản bị bở quá. Nhưng mà ở đây thì không bị nhau. Chị thích món này nhất. Và bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang món tiếp theo thôi. Woo, chúng mình ở quán thứ hai, đó chính là quán bún thái hải sản 24 Ngũ Xã nha cả nhà. Ở đây đó là còn có một địa chỉ nữa ở cơ sở 2 là 129 Nguyễn Ngọc Vũ. Em thấy quán này khá nổi đấy, kể cả cơ sở Nguyễn Ngọc Vũ. Mà hình như là hôm nay gì còn review rồi nha mọi người. Đấy, thì bây giờ ở đây bọn mình gọi ra 3 phần bún hải sản. Của mình là bún hải sản thường, còn của em Thăng Long là bún hải sản đặc biệt. Ngọc Ánh là bún hải sản thường nhưng mà thường. Trộn. Đó. Cái bát bún hải sản đặc biệt của mình sẽ khác với bún hải sản thường của chị Phương Anh ở chỗ là bát của mình sẽ có thêm 3 con bề bề. Và đấy, cũng hình như là nhiều cá hơn hay sao ấy. Đấy, một bát này sẽ có cá này, có tôm này, có mực này, có đậu này và một ít rau nữa. Đấy, khá là hải sản nhá. Tự nhiên có nghĩa là cái vị nước hải sản này nó cứ kiểu ngai ngái, nó không phải là hải sản lắm ấy. Nó không kiểu ngái lắm. Nó không chua chua ngọt ngọt, nó cứ lợ lợ kiểu vị giữa. Nó không rõ ràng. Nó không rõ ràng, nó không thiên về một cái phía nào cả. Chị không thích lắm. Tại vì chị đã ăn bún hải sản chỗ khác rồi, mùi kiểu như là gừng xong kiểu xả ấy, các thứ nó rất là thơm, nó rất là dậy mùi. Anh như em bảo mọi người ăn thử cái cá chiên của mọi người trước khi nó bị ỉu đi. Em nó giòn đến cái mức mà kiểu mình cắn nó tan ra luôn đấy mọi người này. Của chị là ỉu nhá bé. Bé giòn lắm và nó không bị ngấm dầu ấy. Mình thích ăn cái kiểu mà nó chiên rồi xong rồi nhấm vào nước ăn cái kiểu giống khá là giống quẩy. À ở đây còn được cho thêm một đĩa quẩy để ăn kèm nữa nha. Mà cho nha, mình trả tiền mà bé. À mình trả tiền ạ. Thật ra khi mà ăn bún hải sản ở đây mình cũng không expect gì nhiều, tại vì là hải sản ấy nó cũng khá là đồ công nghiệp nên nó sẽ rất là bở, nó không thể chắc như là tôm tươi mình mua ngoài hàng nữa ấy. Bề bề của mình thì cũng tạm ổn thôi chứ nó không quá là đặc sắc lắm, ăn nó cũng không thực sự là quá là chắc thịt. Nên là một con thì nó cũng không, cũng bé xíu. Nói chung là trong một suất của bọn mình nghĩ là mình ấn tượng nhất với cả cái phần cá, tại vì cá chiên giòn thực sự nó rất là ngon, không bị hôi dầu một chút nào hết và rất là giòn. Còn lại thì mình không quá là ấn tượng, và đặc biệt là đối với phần trộn của mình thì nó chỉ có hương vị cay thôi, còn cái hương vị mà kiểu nó bùng nổ trong miệng mình kiểu vị lẩu thái thì không hẳn. Nhưng mà được cái một cái đáng khen ở đây nữa là bún trộn ở đây thực sự có hương vị lẩu thái thật nha. Còn một số nơi là bún trộn mà kiểu bằng bún thái hải sản ấy, người ta vẫn cho cái dạng kiểu nước mắm bình thường vào. Có một điều mình khá là không thích về cái mực ở đây. Đầu tiên khi mà cắn vào ấy thì mình sẽ cảm thấy là ồ, mực ở đây rất là dai nha, rất là chắc. Nhưng mà khi mà nhai được một lúc thôi ấy là sẽ cảm giác như là kiểu thịt mực nó bị bở ra và nó dã, nó không kiểu nó cũng không thật ấy. Đúng nha. Đúng không? Cái cảm giác nó không phải thật ấy. Nói chung là tổng kết lại thì với cá nhân mình thì với cái bát 55.000 này thì mình thấy là khá là nhiều hải sản, điểm cộng là như vậy. Nhưng mà cái chất lượng của nó với cả là cái nước dùng, cái phần nước lẩu thái thì thực sự là không phù hợp với khẩu vị của chúng mình lắm. Nó cần phải rõ ràng hơn vị thì ăn nó sẽ ok hơn. Đúng không? Đó. Thật ra thì mình không ưng quán này, tại vì các bạn là để mà nói là trả ra khoảng 45-55.000 mà ăn một bát bún như này, mình kiểu chê từ đầu đến cuối, mình không hợp khẩu vị ở đây. Chắc là do mình thôi, nhưng mà chắc là mình sẽ không quay lại đây. Xem ạ, cộng 1 ạ. Còn đối với mình thì mình nghĩ là mình cũng đã thử, bởi vì bún trộn của mình ấy thì đã có phần nước rồi cho nên mình cũng đã thử rồi. Thực ra như mọi người đều nói, đã nhận xét trước đấy rồi thì nó không quá đặc biệt. Thế nhưng mà mình nghĩ là nếu mà so với cả khi mọi người lên đây chơi kiểu một buổi ấy, thì thực ra đây cũng là một lựa chọn không quá tồi đâu. Bởi vì là dù sao thì ở đây có mỗi một hàng duy nhất bán bún thái hải sản thôi. Và kiểu cái quán này ở Nguyễn Ngọc Vũ cũng khá là đông ấy, cho nên là nó cũng sẽ phù hợp với cả một số người cụ thể đó. Cho nên là mình nghĩ là cũng đáng thử đấy chứ, nhưng mà sẽ phù hợp với tùy người nhá. Nếu mọi người kiểu thích ăn vị lẩu thái rất là đậm đà rõ ràng thì có thể là mình sẽ không nên lựa chọn quán này. Mà nếu mà thích kiểu món ăn kiểu vừa phải thôi ấy, đấy thì ok nha. Vâng rồi, chúng mình sẽ chuyển sang quán tiếp theo. Mình đã nhìn thấy và mình đã tia thấy buffet được, xiên sạch. Cái đặc sản Hà Nội mùa đông này nha mọi người nha. Bao quán xiên bằng nhất Hà Nội. Bao sạch, bao ngon, vô luôn. Thế là khen anh luôn. Khe hả anh? Là vắng vẻ là tốt đấy em. Anh sao anh mở nhiều quán thế, em thấy anh bán đủ có thể loại mở. Đây là bánh gai Nam Cường các thứ này. Anh giàu đồ đó em. Anh giàu. Không có anh thiếu mà. Không chắc từ chối. Like đồ là cũng rất là đầy đủ nha. Em muốn ăn đậu hũ phô mai. Chắc chắn rồi. Trời ơi, xúc xích phô mai. Ui, anh rán xiên này quen ghê. Ôi, anh rán xiên này có phải anh Nam Cường ấy xin ố không ạ? Ôi. Như em biết gì không? Anh Nam Cường là đang tập gym nên anh Nam Cường khác. Đây là anh Nam Cường phiên bản upgrade đúng không? Và chúng mình đã order được xong cái bàn đồ ăn của mình ra đây rồi. Rất là nhiều đồ luôn. Em nhắc lại
mình chỉ cho các bạn nhớ đi nào. Địa chỉ ở đây là 19A Nguyễn Khắc Hiếu nha mọi người. Dạ vâng. Ở đây thì bọn mình có gọi đủ ra như là đậu hũ phô mai này, xúc xích phô mai này, xiên tôm xong rồi sụn này nọ, khoai tây. Và đặc biệt hơn là mình có thấy ở đây là có cả củ cải Hàn Quốc ăn kèm, khá là hay. Bình thường là đi ăn xiên bẩn có những thứ như này không? Không ạ. Có rất thứ mới nha, bởi vì là cái này thì có đậu hũ phô mai, xúc xích phô mai rồi sụn rất là chất lượng nha. Bây giờ nhìn bên ngoài rất là chất lượng rồi, bây giờ mình sẽ thử xem là vị của nó sẽ như nào. Cái sốt ở giữa của mình là sốt xì dầu đúng không? Mọi người bình thường ấy ở các quầy xiên ấy nó chỉ có tương ớt, tương cà và cái sốt mà các cô hay gọi là tương đen, mình chỉ hay gọi là sốt đen thôi, nhưng ở đây thì lại là sốt xì dầu màu khá là khác và cái kết cấu của nó cũng kiểu đặc đặc thạch thạch ấy. Thật ra mình là newbie đối với bộ môn xiên này. Thế là hôm nay có review gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha. Ồ, món này là đặc sản của chúng mình luôn nha mọi người. Cổng trường các thứ cấp 3 là không quán nào là không biết mặt mình nha. Cái xúc xích phô mai ngon nhé. Cái đậu hũ phô mai cũng rất là chất lượng ấy. Khi mọi người cắn vào ấy, cái phần phô mai nó sẽ kiểu bùng ra ở trong miệng lên, nó rất là nhiều phô mai. Ui, mình đặc biệt yêu thích cái xúc xích phô mai này luôn, tại vì là cái vị xúc xích ấy nó rất là thật, nó còn hơi kiểu có vị kiểu thơm thơm giống như lạp xưởng ấy. Lạp xưởng ở những cái vùng Tây Bắc ấy, xong bên trong nó có phô mai, vừa cắn vào phát là đã thấy phô mai kiểu. Nói chung là bởi vì đợt vừa rồi thì xiên sạch quá là hot đi, cho nên mình cũng chưa được đi thử những quán xiên sạch khác. Nhưng mà mình sẽ so với cả cái đầu tiên khiến cho xiên này nổi tiếng là xiên bẩn nhá. Thì mình thấy là ở đây có nhiều loại hơn. Chúng mình không có xiên gà nhá, bù lại thì có cả. Đây mọi người có thể thấy khoai tây chiên nhá, xúc xích phô mai rồi sụn đều rất là to. Cái sốt này thì thực ra là mình nghĩ là tương ớt và tương cà sẽ hợp hơn. Còn đối với tương xì dầu thì khẩu vị của nó hơi lạ một chút với cả bọn mình. Đương nhiên là nó hơi bị chua đúng không? Đúng rồi, với cả là hương vị của nó không được hòa hợp với cả xiên lắm. Tuy nhiên thì nhìn chung nhá, tổng thể thì phải công nhận một điều là xiên ở đây rất là sạch sẽ. Và thứ hai là so với những cái quán khác thì nó đa dạng hơn. Đúng, mọi người ơi, cái miếng ruột sụn rất chất lượng nha. Đúng là 69.000, cái mức giá nó có nhỉnh hơn so với các buffet khác là 50.000. Nhưng mà thực sự là nó rất là xứng đáng ấy. Cái 19.000 đấy rất xứng đáng nha mọi người. Viên thả lỏng đúng không? Chị ăn có bị chua không? Không. Ê, bình thường nhá, một số hàng xiên bẩn bán cái này rất hay bị chua. Cái viên thả lỏng ấy. Đúng rồi, nhưng với mà cả nó có mùi. À, nó có cái mùi, đúng rồi, cái mùi đặc trưng đấy. Mình không biết là mọi người có biết cái mùi đấy không, nhưng mà đại loại là sau khi mà cắn cái viên ở những cái hàng, cái mùi nhựa nhựa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngai ngái ở cuối cổ họng này, trời ơi, kinh khủng lắm. Mình rất sợ ở đấy. Mình đã nhìn thấy các anh ấy chiên rồi thì là những lúc mà chiên ấy thì thường xuyên thay dầu, không bị kiểu dầu kiểu đen xong là quánh lại, trông rất là sợ, không muốn ăn luôn á. Với cả mình cũng vừa ăn miếng rồi sụn này xong ấy mọi người, thì miếng rồi sụn thực sự rất chất lượng luôn, rất là đầy đặn thịt và rất nhiều sụn nha. Nên thử rồi sụn này, xúc xích phô mai và đậu hũ phô mai. Ba cái đến đây mọi người phải ăn cho mình. Ở đây thì sẽ có ba loại nước là Coca, trà Thái với cả là trà Bida. Thì đây là trà Bida của mình này. Khi mà các bạn mua cái mà suất buffet nước là sẽ có Coca và trà Bida nha. Trong cái trà Bida này thì sẽ có nhãn với cả một ít thạch dừa đi phải. Chị Phương Anh với cả Thăng Long uống nước thì mình có gọi ở đây là một bát chè khoai dẻo. Chè đây thì hình như đồng giá 20.000 phải, khá là rẻ. Thật ra bát này là mình có chạm qua rồi cho nên là trông nó không được có kiểu đầy đủ lắm, tại vì mình đã lỡ ăn 1-2 miếng rồi. Nhưng mà có một cái điểm đáng khen ở đây là phần thạch rất là ngon và vị cũng khá là lạ nha. Phần thạch mình nghĩ là matcha, thơm cực, thơm lắm luôn đấy. Nhưng mà phần khoai dẻo thì lại chưa được vừa ý mình lắm, nó cần phải dừa hơn một chút nữa. Mà nói chung là với cái giá 20.000 thì một cái giá khá là dễ chịu, vì mình bình thường chè khoai dẻo ngoài toàn kiểu 35 ấy. Đúng rồi. Trà Bida của mình là 15.000 thì mình thấy là uống rất là thanh nha, không bị ngọt gắt, rất là vừa phải. Bên cạnh đó thì có cái mùi của cái phần thạch dừa, cái phần nước thạch dừa nó sẽ thơm thơm một chút, thì cũng khá là ok nha. Chị nhìn thế thì còn có cả long nhãn nữa. Đấy, ví dụ như trà Thái của mình thì bình thường mọi người uống trà Thái nó sẽ có cái thạch gọi là thạch rau câu mà trong trong mềm mềm ấy, nhưng ở đây đã được thay thế bằng thạch dừa nha. Uống cũng rất là hợp giờ với nhau và có chân trâu nhỏ nữa. Chân trâu rất là nhỏ. Nói chung là tổng kết lại mình thấy món này quán này khá là ok nha mọi người. Dù mức giá có nhỉnh hơn một chút xíu nhưng mà vẫn nên đáng thử nha. Và mọi người ơi, nên qua sớm nhá, không đến sau này quán đông lắm luôn ấy, đang hot mà. Sắp lên TikTok chúng ta học ăn gì rồi nên là viral hả má? Nó sắp hot rồi nha mọi người nha. Đến nhanh nha, thấy được cái này là thông điệp vũ trụ là đến đây luôn nha. Mọi người ơi, nhờ team đi đâu đó của anh Minh Múc và chị Linh Si vừa rồi thì chúng mình cũng biết thêm một thông tin nữa là ở đây sẽ có một cái set là 70.000 nha mọi người, chỉ cần gọi 70.000 là sẽ có một cái đĩa thập cẩm luôn. Đó.
cái này khá phù hợp với những cái người mà không ăn được nhiều xiên như thế, chỉ dạng là muốn thử một tí thôi cũng ok. Dạ vâng, vừa rồi bọn mình đã dẫn mọi người đi tham quan một vòng con phố ẩm thực đảo Ngọc Ngũ Xã rồi. Đúng đấy. Rồi. Bây giờ các em của mình là phát biểu cảm nghĩ đi nha. Nào, xin mời nào. Nói chung là mình không biết là mọi người thế nào, nhưng mà mình không phải là một người quá hướng nội, nhưng mà đến những nơi nào mà kiểu không gian vừa đủ thì mình sẽ trở nên hướng ngoại hơn. Thì ở đây mang lại cảm giác đấy, bởi vì là phố đi bộ nhưng không quá đông nha mọi người. Rất là thoải mái và hầu hết cái tức là tệp khách hàng chính ở đây ấy, thì cũng kiểu tầm tuổi kiểu hơi chung một chút, lớn hơn chúng mình một chút. Hộ gia đình này họ hay đi chơi. Đúng đấy. Cho nên là nó có cảm giác rất là văn minh và rất là kiểu rất là trầm vừa đủ ấy. Rất là vui. Còn với cá nhân của mình ấy thì mình thấy là các món ở đây thì cũng không quá là nhiều sự lựa chọn cho mọi người đâu, chủ yếu là phở cuốn các thứ thôi. Nhưng mình thấy chất lượng khá là ok, và đặc biệt là đến đây hãy thử cái buffet xiên sạch lúc nãy. Đúng rồi. Tại vì là nó rất là sạch sẽ và không quá là đông, ăn uống cũng khá là thoải mái. Quan điểm của mình thì thấy đây là một con phố khá là thú vị, rất là hợp với khách du lịch. Mình cũng thấy khách Tây ở đây đi chơi cũng khá là nhiều. Với cả là có thể sống ảo nha mọi người, có một cái cầu ngoài kia rất là xinh, xong kiểu cái tường này này. À thế thì chúng mình sẽ kết tour vào một phần tạo dáng chụp ảnh các đúng mẹ. Rồi. Đây. Và trước khi nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe cho hôm nay gì. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại. Cho chúng mình check in nào. Check in gì ạ? À?